Ngoài các chốt kiểm soát dịch bao quanh cửa ngõ, Thành phố Hồ Chí Minh còn lập gần 200 điểm chốt chặn lưu thông giữa các quận, huyện để kiểm tra phòng chống dịch COVID-19. Người dân khi qua các chốt này phải trình giấy tờ tùy thân và giấy xác nhận đơn vị công tác. Ghi nhận của VTC News tại chốt công viên Gia Định, quận Phú Nhuận vào ngày 12 tháng 7, lực lượng chức năng kiểm tra nghiêm người dân khi qua đây, nhiều trường hợp vi phạm bị xử phạt. Bấm giờ dịch mình không có ra đường, mình không biết thủ tục như thế nào á. Ra đường là quên đem giấy tờ của công ty để mà xin phép ra đường làm việc á. Chạy về lái. Hiện tại mình đã cung cấp đủ giấy tờ, mấy anh cho mình đi làm. Để mà kiểm soát được dịch bệnh thì phải có những cái quy định để mà hạn chế người dân ra đường. Chứ không phải là phiền hà gì. Chứ còn nếu mà những người mà nói không trung thực thì mình phải phạt thôi, là bình thường. Ảnh hỏi giấy xác nhận đi lại á. Bây giờ ảnh nói là có thể đi. Bữa sau này phải thêm cái thời hạn vô rồi được chịu trách nhiệm này. Nói chung thì có mấy cái cũng tốt cho anh tại để cho qua mùa dịch đi chứ. Ok. Mùa dịch mà ai cũng sợ. Nhìn chung là cũng khá phức tạp. Mình đi làm dưới nhà máy dưới Long An thì đi do công việc á, nên mình phải chấp nhận để đi xét nghiệm nó kia để đi còn đi làm được. Và mỗi tỉnh quy định khác nên là bắt buộc phải đi xét nghiệm nên là phải cần cái đấy thì họ mới cho qua cửa. Tình hình dịch này thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân đấy. Thì cái đấy là mình cũng biết nên là phải chấp nhận, nhưng mà một số tình huống thì mình vẫn phải đi làm, tại vì mình quản lý anh em công nhân như đấy. Khi mà người dân ở đường thì lực lượng chúng tôi sẽ chốt chặn và kiểm tra hai loại giấy tờ. Thứ nhất là giấy chứng minh dân hoặc căn cước công dân. Thứ hai là giấy xác nhận công ty. Và đặc biệt là công ty đó phải nằm trong cái nhu cầu thiết yếu theo chỉ thị 16. Trong nội thành thì mình không cần. Nhưng mà khi mình ra các tỉnh thành thì bắt buộc mình phải giấy xác nhận công ty. Chủ yếu là mình tuyên truyền là chính. Thì chỉ có những trường hợp nào mà không có một tờ giấy nào trong người, giờ kể cả căn cứ công dân hoặc là giấy xác nhận đi đường không có thì anh em mới xử lý kiên quyết. Khi mà người dân trao đổi là ra đường mua những nhu cầu thiết yếu, họ mình tùy vào tình huống linh động mà mình giải quyết. Từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Thành phố quyết tâm kiểm soát dịch bệnh, truy vết và tách F0 ra khỏi cộng đồng. Mục tiêu ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng của nhân dân,